diễn ra giải đấu liên minh đấu trường PT 1303 và có mặt với tôi ngày hôm nay đó là ba đội chơi, gồm có đội đúng không? Đội 700k và cuối cùng là đội 301. Và chúng ta hãy cùng vào và xem coi các đội đang thi đấu ra sao. Hiện tại đang là đội team của bay gì đâu, đúng không? Thắng với đội 700 ngàn. Ủa không có skin hết tấn gì để có skin cái liên minh huyền thoại hôm nay. Sau đây mà mình mới bắt cóc được một thành viên trong một đội 700k, mình sẽ phỏng vấn theo bạn ai là cá nhân nổi bật nhất trong các team chuẩn bị đánh như thì mình đánh giá cao là bạn Tuấn dưới dặn là ganh hồng bốn. Thì Tuấn có chơi thì nó thiên về đội và thiên biến diễn quá hơn. Thì mình là người đi đó đối đầu Tuấn thì mình thấy hình như là trong cái lựa chuyên môn là mình bị ăn hành. Thì tính trong đội thì Tuấn là người mình được đánh giá cao nhất, thì mình nghĩ khu vực bóng thăm á, mình nghĩ là tay nào của Tuấn là có lá thắng từ 70-80% rồi. Dạ bạn quá khiêm tốn nha. Tính. Rồi bạn có tự tin về khả năng chiến thắng của đội mình không? Thì tự tin thắng nhé, thì một cái thủ hay một cái chiến sĩ lúc nào ấy có lòng tự tin thì mới có thể chiến trường được chứ. Hay tôi thích câu nói của bạn. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị đi nào. Ngày đội của bạn đã xem những đội khác xem chơi thì bạn thấy thế nào về hai đội như mình? Tôi cảm thấy là trận đấu rất là căng thẳng giữa hai team và hai team rất là ngang tài ngang sức. Thế bạn, đội của bạn đã chuẩn bị những gì cho giải đấu này? Trước khi đến tham gia giải đấu thì đội của tôi đã chuẩn bị rất là nhiều chiến thuật cũng như là những cái plan A lên B để khiêu chiến lại những team khác và chắc chắn sẽ nắm với chiến thắng 100%. Thì cái đội của bạn trong lần này mình làm 100% rồi. Đúng. Đội chúng tôi quyết định là tới giải tham gia vui là chính mà phần thưởng là 10. Cảm ơn bạn rất là nhiều về phần trận ngày hôm nay. Thì chúc bạn thành công. Một pha trao đổi chiêu thức đến từ Tài Bảo Vi và Găng Bố Hộ. Găng Bố Hộ đang được anti, anh ba vụ bếp mất tung được Găng Bố Hộ. Có một sự hồi máu đến từ Tài Bảo Vi rất tiếc ạ. Tài Bảo Vi đã phải nằm xuống và ba vụ bếp đã chấm dứt Găng Bố Hộ. Master Yi đang được chém, anh ta đang chạy về bật tuyệt kỹ anh pha. Chinit đã vượt E ra nhưng mà rất tiếc không làm gì. Và đang có bùa lệ Baron, đó là Team World Vitamin B đang đánh NT đến từ Nitudes nhưng mà không làm được gì cả vì Gnaker đang rất là xanh và đang được đánh có sự xuất hiện của AD và mạng support chắc chắn là phải nằm xuống ở khu vực đường mid. Thì đang có sự bất tử đến từ Tarik và đang AD nhảy về nhưng mà rất tiếc đó là tốc biến của Gnome và không thể nào mà có thể mà chạy được nữa. Và có thể thấy, chúng ta có thể thấy được là trận chung kết mùa giải BTO 303 năm 2017 chắc chắn sẽ thuộc về team The Wolf. Và đây là một chiến thắng mà không ai có thể chối cãi được nữa.